Chào các bạn nhé. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách claim airdrop nhận được 30 triệu đồng token Modiza token. Một số thông tin về đồng token này: số tổng cung phát hành là 10 tỷ nhé, 1 triệu tỷ. Đã có 2.680 tài khoản holder, và đã phát sinh 6.393 lượt giao dịch. Được thì đầu tiên các bạn truy cập vào link website claimairdrop.net, nên truy cập website để mình để phần dưới mô tả của video nhé. Sau khi đã vào được website thì các bạn làm theo 2 bước hướng dẫn cho website cho mình. Bước 1, các bạn sao chắc không chắc, các bạn có thể sử dụng copy quan chắc nhìn ở đây. Sau đó các bạn quay sang ví MetaMask hoặc chút lại lặn của bạn nhé. Các bạn kéo xuống thêm địa chỉ token vào ví cho mình. Ký hiệu Modiza rút ra phân 10 tháng, các bạn nhấp tiếp theo và nhấp thêm token. Rồi sau khi đã thêm được địa chỉ token vào ví, các bạn quay trở lại website claimairdrop.net, truy cập vào bước 2, cái link giúp bọn đây để nhận token nhé. Rồi chương trình airdrop nó sẽ kết thúc vào 30 năm ngày nữa. Các bạn nhấp vào phần này để claim nhé. Còn nếu các bạn mua thì các bạn cất kéo sờ xuống bên dưới này, mua min thấp nhất là 0.03 BDT, bạn sẽ nhận được 3 tỷ đồng token mới ra. Rồi các bạn cầm claim, các bạn nhấp vào đây cho mình nhé, nhận 30 triệu đồng token này. Rồi yêu cầu kết nối ví, các bạn tập tiếp theo và nhấp kết nối. Rồi các bạn ký ra là 0.0001524 BDT, các bạn nhấp xác nhận cho mình nhé. Rồi giao dịch đang được xử lý. Các bạn cố gắng thường xuyên theo dõi website claimairdrop.net. Các bạn có thể lưu cái link website claimairdrop.net ra màn hình điện thoại để từ buồn vườn tay thì có thể nhấp vào để kiểm tra xem có cái là mới không, cập nhật không thì các bạn claim nhé. Còn nếu bạn chưa có tài khoản sàn giao dịch Binance, bạn có thể vào đây đăng ký để hưởng 20% phí giao dịch trọn đời và nhiều tài khoản giao dịch các sàn khác ở trên đây. Rồi mình đã hướng dẫn các bạn cách trả lại là claim nhận được 30 triệu đồng token Modiza. Các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé. Video xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.